Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ mới của Solar, đó chính là ca khúc Spit It Out. Trước khi bắt đầu học bài này thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ subscribe kênh YouTube của Bin cũng như là Instagram của Bin để chúng ta có thể dễ dàng tương tác hơn với nhau, để hiểu nhau nhiều hơn. Video trước thì Bin có đọc và thấy được những cái comment của tất cả các bạn, đó chính là hỏi về cái chiều mà chúng ta học nhảy như thế nào. Đã thắc mắc cho tất cả các bạn luôn, đó chính là khi mà lên video clip này á, thì Bin đã làm ngược cái video lại, tức là cái chiều Bin làm ngược lại thì mọi người có thể học theo cùng chiều với video của Bin luôn. Ví dụ như là Bin đưa tay bên phải thì mọi người sẽ cùng đưa tay bên phải với Bin luôn. Thì thường là những cái lúc mà Bin ngồi Bin nói như vậy là thì Bin sẽ chưa có làm ngược lại. Thì một chút nữa khi mà chúng ta vào bài học thì Bin sẽ làm ngược cái video lại. Mọi người để ý cái phần gương bên đây á, nó sẽ bị ngược lại bên đây. Đó, thì một hồi nữa mình sẽ để ý mình thấy ha. Ok, nếu đã sẵn sàng hết rồi thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu học nghe động tác đầu tiên nha. Ok, và động tác đầu tiên chúng ta sẽ ngồi xuống như thế này. Rồi, mình làm động tác giống như quẹt lưỡi nha mọi người. Mình sẽ đặt lên 1, 2, 3, 4, 5. Mình sẽ qua bên đây nè, 5, 6. Rồi mình đứng dậy, 7, 8, 1. Tay mình sẽ kéo áo lên, 7, 8, 1. Ok, 7, 8, 1. Rồi sau đó mình quăng qua như thế này, 2, 2. Ok, mình sẽ đặt lại, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Sau đó mình sẽ đi phần chân bên phải của mình, nhảy như thế này. Rồi, phần hông của mình sẽ đánh qua bên ngoài. Ok, 2, 3, 2, 2. Rồi, lại nha. Hop, yeah, yeah. Rồi, sau đó mình sẽ lặp lại một lần nữa, 7, 8, 1, 2. Nhưng mà chỗ này mình sẽ không đi cái phần hông nữa, mà mình đẩy tay lên xuống. Lúc đẩy lên mình sẽ nhấc người lên và xuống. Sau đó có hai chữ down, down là mình sẽ up xuống dưới ha. Down, down. Ok, mình sẽ đứng lại nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dừng. Ok, rồi sau đó mình sẽ đặt tay qua, 1, hấp 2, 3, hấp 4. Ok, làm lại, 2, đi, 1, hấp 2, 3, hấp 4, 5. Tay mình sẽ đặt như thế này và xoay up bên này, 5 và 6, 7, 8. Mình sẽ đặt lại động tác hông như hồi nãy. Ok, rồi mình sẽ đến lần lần nữa nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, rồi sau khi mình đi tới đây xong, mình up ở đây xong, mình sẽ đưa cái chân lên như thế này. Hai chân mình giống như đi cò cò vậy đó mọi người. Ok, động tác này mình rất là thường gặp, cho nên là mọi người ráng cố gắng mình sẽ học những cái này kỹ nha, hai bên luôn. Rồi, động tác này mình sẽ cố gắng mình tập nhuần nhuyễn hơn nha. Đó, rồi sau khi mình thuộc cái động tác chân này xong, mình sẽ đi tới tay. Tay mình để đến này, miệng miệng bung, miệng miệng bung. Ok, mình cùng kết hợp cái chân luôn, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6. Rồi chỗ này mình sẽ đưa ra giống động tác cũ là 7, 8 đúng không? Nhưng mà ở bên đây mình chỉ đưa 7, 8 thôi, 7, 8 chứ không phải là 7, 8 như cái động tác đầu tiên nữa. Rồi, ok, mình sẽ đếm lại nha. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 1 và 2, 3 và
4 5 6 7 8 1. Thế là bài học thế này. Ok. 1 2. Sau đó mình sẽ lặp lại thế này. Yeah, yeah. Rồi mình kéo tay lên. 1 2 3 và 4. Mở 5, mở 6, bỏ 7. Sau đó đặt tay lên. Clap, clap. Nó có hai cái chữ. Rồi, chứ mình sẽ đặt qua này. Ha, ha. Cái phần người mình sẽ đẩy tới bên phía bên trái của mình. Ha, ha. Ok. Rồi mình sẽ đứng lại nha. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 1, 2, bỏ 3. Clap, clap. Ok, sau khi clap, clap xong mình sẽ khép lại một lần nữa và lặp lại cái động tác cũ. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. Rồi, ở phần này thì mình đưa tay và như cái cũ đúng không? Thì mình sẽ không có làm, mình chỉ làm chân thôi. 1 và 2 và 3 và 4 5, 6, 7, 8. Mình khép tay lại. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đến chậm lại. Sau đó mình sẽ cùng ghép nhẹ cái tốc độ chậm thử nha. Chậm nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, bỏ 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, hấp 2, 3, hấp 4, 5 và 6, 7, 8. 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 1, 2, bỏ 3. Clap, clap. Yeah. Chung chung ha, chung chung ha, bầm bầm qua. Ha, ha. 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Và bây giờ chúng ta sẽ thử cùng ghép cái tốc độ chậm xem là mình có hoàn thành được hay không nha. Nếu như tất cả các bạn có những yêu cầu về những bài hát nào mà các bạn muốn Bin ra video dạy nhảy thì hãy comment ngay bên dưới. Thì Bin sẽ cố gắng dành thời gian để thực hiện được những cái lời yêu cầu đó của tất cả các bạn. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye. Nhớ like share cho Bin nha.